Hello, xin chào mọi người ạ. Em là Yến và hiện tại thì em đang là tổng đại lý phân phối dòng sản phẩm cốc Huyền Sâm Anticap của công ty Minh Thảo GSC tại Tân Kỳ, Nghệ An ạ. Và rất là nhiều bạn thắc mắc hỏi Yến rằng là chị ơi, cái sản phẩm cốc Huyền Sâm Anticap bên chị thì có thời gian hạn sử dụng là bao nhiêu năm? Thì đấy, cái thời gian sử dụng cái cốc Huyền Sâm này là 5 năm. Từ khi các bạn mua để từ khi sản xuất đến khi các bạn thải loại ra thì nó có thời hạn là 5 năm, và trong 5 năm đó thì các bạn tiết kiệm được rất là nhiều. Nếu mà các bạn sử dụng băng vệ sinh thì thứ nhất là các bạn sẽ mất thời gian mình đi mua băng vệ sinh này hàng tháng này. Thứ hai nữa là các bạn sẽ tốn kém rất là nhiều, vừa là băng vệ sinh hàng ngày, vừa là băng vệ sinh đêm nữa thì tốn kém rất là nhiều. Thứ ba nữa là cái thời gian thay rửa rất là mất công, rất là tốn thời gian. Đấy là những cái nhược điểm mà khi chúng ta sử dụng băng vệ sinh thì nó sẽ có những nhược điểm như thế. Nhưng khi sử dụng cốc Huyền Sâm chỉ cần một chiếc cốc Huyền Sâm nhỏ bé như thế này thôi ạ, thì nó tiết kiệm được rất là nhiều. Thứ nhất thì nó không còn mất thời gian mình hàng tháng đi mua nữa, mình mua một lần và mình có thể sử dụng được 5 năm. Thứ hai nữa là nó giảm rất là nhiều cái thời gian mình mất công mình thay rửa hàng ngày. Thứ ba nữa đó là nó rất là tiện lợi, đi đâu làm gì thì mình có thể mang đi theo, chỉ cần nhỏ bé như thế này thì mình đã có thể bỏ ở bao lâu mình mang đi khắp mọi nơi, đi du lịch thì mình rất là tiện lợi, mình không phải cồng kềnh, không phải chiếm diện tích mình đựng quần áo, đúng không ạ? Và đối với cái sản phẩm cốc Huyền Sâm Anticap này, nếu nếu chúng ta sử dụng băng vệ sinh thì một năm mình sẽ tiết kiệm được, đối khi chúng ta sử dụng cốc thì một năm mình sẽ tiết kiệm được từ 5 đến 700 ngàn, và trong thời gian 5 năm thì chị em chúng ta có thể tiết kiệm được từ 2 đến 3 triệu đồng. Đấy là nó rất là tiện ích vừa tiết kiệm cho chị em phụ nữ chúng ta rất là nhiều. Thì tiếc gì chúng ta không sử dụng cái sản phẩm an toàn, thoải mái và tiết kiệm như thế này, đúng không ạ? Và nếu chị em nào quan tâm đến sản phẩm cốc Huyền Sâm Anticap này thì mọi người có thể liên hệ với em Yến qua số điện thoại 0978 485 910, hoặc là mọi người có thể kích xuống đường link phía dưới về trang Facebook của em Yến, đây là Yến Tân An, thì Yến sẽ tư vấn cho mọi người về cái sản phẩm này được kỹ hơn để đảm bảo rằng mọi người có kỳ đèn đỏ thoải mái tuyệt vời, và đảm bảo rằng cái kỳ đầu tiên của mọi người sẽ sử dụng rất là thoải mái. Vâng, và mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Yến Nguyễn để theo dõi nhiều video tiếp theo của em Yến nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau ạ.